Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel Vlog MU của mình. Hôm nay mình sẽ nói về Ander Herrera. Vâng, để có một MU ngày càng chơi hơi bóng đá hấp dẫn, sáng tạo và giàu sức tấn công như bây giờ, đồng thời như bất khả chiến bại nhiều tháng qua, chỉ mới hòa một trận đáng tiếc vào tuần trước, Herrera đã chấp nhận lùi lại để sắm một vai trò người hùng hầm lặng, dọn dẹp mối nguy phía trước để bảo vệ bộ tứ vệ, mở ra không gian chơi bóng cho những Pogba, Mata hay Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic là người hùng của Manchester United trong trận tranh cúp Legends Cup với cú đúp bàn thắng mà pha lập công quyết định thắng lợi 3-2 của Quỷ Đỏ trước Southampton được ghi ở những phút cuối cùng. Các bạn hãy nhớ lại hình ảnh Ira ăn mừng như thế nào sau cú đánh đầu túng lưới Foster ở phút 87. Và rất nhiều đồng đội của anh đã góp mặt trong khoảnh khắc đáng nhớ ấy ra sao. Nhưng chỉ có một người thay vì tiến về Ira để ăn mừng cùng anh ấy, nhưng lại ghi hướng ngược lại, đó chính là Ander Herrera. Ngay khi Ira ghi bàn giúp MU một lần nữa vượt lên Southampton, khiến tất cả khán đài màu đỏ bùng nổ mạnh mẽ và cực kỳ cuồng nhiệt, Herrera lặng lẽ đi về hướng Mourinho. Để làm gì? Để nghe các chỉ đạo của người ông thầy người bồ. Các chỉ đạo cực kỳ nóng hổi để bảo toàn tiến thắng. Trận chung kết chỉ còn 3 phút, chưa kể thời gian bù giờ. Thứ mà Herrera nghĩ tới đầu tiên trong đầu là làm cách nào để bảo toàn thắng lợi của đội nhà. Đấy là hình ảnh không phải ai cũng để ý đến, nêu bật giá trị của Ander Herrera trong hành trình hồi sinh của Manchester United. Đúng vậy các bạn, Herrera quá nổi bật. Pogba đem đến quá nhiều cảm xúc, nhưng Herrera mới là cánh tay nối dài của Mourinho trên sân cỏ, một người hùng hợp lặng. Để có được vị trí và sự thừa nhận của ngày hôm nay, Herrera đã đi một chặng đường rất là dài, đầy chông gai. Tại Old Trafford, Herrera gia nhập Manchester United vào mùa hè năm 2014. Trong mùa giải đầu tiên của Louis van Gaal, anh khởi đầu không tệ ở vị trí một tiền đạo box to box, nhưng thêm nhiều hơn về công. Vào mùa giải 2014-2015, Herrera góp mặt trong 26 trận ở ngoại hạng Anh, ghi 6 bàn và kiến tạo 4 đường chuyền thành bàn cho các cầu thủ Quỷ Đỏ. Nhưng vào mùa thứ hai thì sao? Với những thử nghiệm không điểm dừng của van Gaal, Herrera bị ném đi, ném lại ở nhiều vị trí, khiến anh không thể hiện được những phẩm chất đáng quý và tốt nhất của mình. Hiệu suất ghi bàn, kiến tạo của Herrera giảm mạnh so với đầu mùa. Và khi Mourinho cập bến Manchester United, tiền vệ người Tây Ban Nha là một trong những cái tên có trong danh sách có thể bị hành lý. Nhưng rốt cuộc Herrera vẫn ở lại và bất chấp không được tạo cơ hội trong tháng đầu tiên ở mùa giải, Mourinho đã ưu tiên Fellaini hơn. Vâng, anh đã từng bước lấy lại niềm tin của chiến lược của Bồ Đào Nha. Để có một Manu ngày càng trở hướng bóng đá hấp dẫn như vậy, không khó để nhận ra sự biến chuyển cực lớn trong lối chơi và vị trí chiến thuật của Herrera trong triều đại Manchester United Mourinho. Từ một tiền vệ hiên hướng sáng tạo, tích cực leo lên phía trên trong giai đoạn khoác áo Bilbao khi hai mùa đầu ở Old Trafford, giờ Herrera thật sự là một mỏ neo chất lượng. Anh chưa có bàn thắng nào, mới chỉ có pha 3 pha kiến tạo từ đầu mùa giải, nhưng các chỉ số chuyên môn khác, Herrera thật sự là một người hùng. Và Herrera đã nói: "Tôi hạnh phúc với những gì mình đã thể hiện, đã và đang thể hiện ở vị trí một tiền vệ hiên về phòng ngự. Ở vai trò này, tôi có thể giải phóng năng lượng của chính mình cho các đồng đội và đội bóng. Mourinho thật sự đã thay đổi tôi, giúp tôi hoàn thiện mình, nhưng không chỉ tốt hơn dạo máy mà là cả đội bóng." Vâng, Herrera có nhiều pha tắt bóng nhất, nhiều đường chuyền thành công nhất, không phải là Pogba hay Carrick mà chính là Herrera. Vâng, Herrera đó lùi lại để MU tiến lên các bạn ạ. Đấy mới chính là điểm nhấn đáng nhớ nhất trong hành trình chinh phục của Quỷ Đỏ mùa này. Cảm ơn các bạn đã xem. Đây là vlog số 4 của mình. Nếu vẫn còn thiếu sót nên các bạn hãy like video.